chú, chào các anh chị em và chào các bạn. Hôm nay đẹp trời, mình đi làm về mình quay là mấy bạn thấy không, ấy là cái xe quét đường đó, cái xe quét đường đó mình mới chạy qua, cái xe quét rác á, cái xe quét rác bụi đó mấy bạn thấy không, cái xe quét rác á, mới chạy qua cái xe quét rác mới vậy á. Giờ mình đi trên đường ở Mỹ nó sạch sẽ ra, đường ở Mỹ nó sạch sẽ ra, nó cũng có xe quét rác cái kiểu đó đó, nó ít bụi hơn cái xe hút bụi hút quét rác cái kiểu đó đó, mấy bạn. Ở đây là không có phải quét rác như ở bên Việt Nam mà là người quét đâu, tại mình thấy cái xe nó quét rác như vậy hết mà quét sạch lắm. Association đó mấy bạn, hiệp hội chủ nhà nữa chứ không phải là tự nhiên nó hơn ấy đâu, cái khu hiệp hội chủ nhà đó, nó nghiệt ngã hơn là quy định của thành phố nữa mấy bạn. Mình nộp tiền vô mình làm theo quy định của nó, trồng được cái cây gì mình trồng theo cái cây gì, cái khu đó mình trồng cái cây gì, cỏ bao nhiêu cm, cái cây đó mà ví dụ như cái khu đó là trồng các loại, cái cây đó là giống đó, rồi cái khu đó, cái nhà đó là có được cho IN mà em đi không, rồi cái khu mà hiệp hội chủ nhà đó là nó cho mấy bạn không được kết đậu mấy cái chiếc xe mà xe sao à, chiếc xe không phải bán tải mà chứ mấy chiếc xe tải bự bự ở 16 bánh rồi đâu, mấy bạn không được chạy vô cái khu đó, rồi mấy bạn cũng không có được chạy mấy cái xe mà cái xe quảng cáo đồ vậy đó, không có được chạy vô đó, không có dân cư hay là gì đó. Đấy, giống như là cái đây là cái mình đang chạy qua cái khu dân cư này, khu dân cư này mấy bạn là quy định của tùy theo nha, hiệp hội chủ nhà bạn muốn cưa cái cây á là bạn cũng phải có sự đồng ý của họ, hiệp hội chủ nhà đó bạn phải có, đúng rồi, bạn muốn cưa cái cây hay là bạn trồng các loại hoa cũng phải là phải có sự đồng ý của hiệp hội chủ nhà. Hiệp hội chủ nhà nó giống như là tự quản của phường vậy đó, ban dân phố tự quản vậy đó, phải bầu ra, rồi phải bầu ra, rồi người nào làm chủ hiệp hội chủ nhà phải bầu ra rồi là vậy đó. Cho nên cái khu đó được có được làm làm hồ bơi hay không, cái khu đó mà bạn có được làm hồ bơi hay không, định ngặt nghèo lắm á.
dơ rồi người ta tới người ta nhắc tôi vậy đó. Ở trong nhà dơ thì sao cũng được.